Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng kính chào quý vị. Thôn Quê Sài Gòn xin được chia sẻ đến quý vị về giáo sĩ Francisco de Pina và giáo sĩ Alexandre de Rose cùng sự ra đời của chữ quốc ngữ. Giáo sĩ Francisco de Pina và việc sáng tạo chữ quốc ngữ. Giáo sĩ Francisco de Pina sinh năm 1585 tại thành Garda của Bồ Đào Nha. Ngài gia nhập dòng tên vào năm 1605 khi đã 20 tuổi. Ngài đến xứ Hoa của Ấn Độ và ngài sống một thời gian trước khi sang Trung Quốc. Năm 1611, ngài theo học 3 năm về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, 4 năm về thần học và tiếng Nhật tại Học viện Thánh Phaolô ở Macao. Năm 1617, ngài thụ phong linh mục và được cử đến xứ Đàn Trong làm việc ở trú sở Hội An. Do gặp khó khăn về ngôn ngữ khi giao tiếp với người Việt, ngài đã lao vào học tiếng Việt và nhanh chóng trực tiếp nói chuyện với người bản địa. Một thời gian sau, ngài đến nước Mặn, Bình Định và khi trở lại Hội An đã đến Thanh Chiêm vì theo lời ngài, nơi đây tiếng Việt rất thuần. Ngài được sự giúp đỡ rất hữu hiệu của một người Việt chỉ mới 16 tuổi và có kiến thức uyên bác về chữ Hán và có tên rửa tội là Phêrô. Một bản phúc trình chính thức của cơ sở truyền giáo cho biết, người ấy, một nhân sĩ thân quen với đoàn truyền giáo, có một người con trai 16 tuổi, là thanh niên lanh lợi và thông minh nhất trong vùng. Anh này lại viết chữ Hán rất đẹp, được dân chúng hâm mộ vô cùng. Anh có tên thánh rửa tội là Phêrô, nhờ có tài hay chữ nên giúp linh mục rất nhiều trong việc dịch kinh như: Cha của chúng ta, chào Đức Mẹ Maria, tôi tin, và 10 điều răn ra tiếng địa phương, các kinh mà các Kitô hữu đã thuộc lòng. Ngài cũng viết ra các điều phải tin, các mầu nhiệm về ba ngôi, về Chúa nhập thể làm người, về chuộc tội cũng như sự cần thiết của đức tin, và các bí tích để được tham dự vào ân tích của Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Các Kitô hữu chép lại tất cả những điều ấy và đã bắt đầu lần hạt mân côi y như tại xứ chúng ta. Năm 1624, ngài mở trường dạy tiếng Việt cho những người ngoại quốc đầu tiên. Không, trong đó có hai học trò xuất sắc là linh mục người Bồ Đào Nha Antonio de Fonte, là một nhà truyền giáo kỳ cựu, sẽ là một trong những cột trụ trong công việc truyền giáo ở Đàn Trong. Và giáo sĩ Alexandre de Rose là người thực hiện sứ mạng truyền giáo ở Đàn Ngoại từ năm 1627 đến năm 1630. Ngày 15 tháng 12 năm 1625, một tàu buồm Bồ Đào Nha bỏ neo ở vịnh Đà Nẵng, không cập bến được gì do bão. Một chiếc thuyền rời cảng đi đến chiếc tàu, ngài lên tàu để lấy những hàng hóa cần thiết như rượu vang và bột lúa mì để dâng lễ. Khi cố gắng cập bờ, bất ngờ một cơn lốc mạnh làm thuyền bị chìm, làm ngài bị chìm xuống biển. Khi còn những hơi sức cuối cùng, ngài đã cứu rất nhiều đoàn thủy thủ. Trong khi dòng nước đang chảy xiết, cơn lốc đã làm ngài đuối sức. Và rồi, ngài đã chết vì đuối nước. Cái chết của ngài đã để lại sự thương tiếc cho dân chúng địa phương và những thủy thủ may mắn sống sót còn lại trong đợt đắm thuyền ấy. Đồng thời, sự ra đi bất ngờ của ngài đã làm cơ sở truyền giáo cũng mất mát đi một phần lớn. Một chiếu chỉ trục xuất các nhà truyền giáo bị đình chỉ thi hành, cho phép cư tăng trong 3 tháng. Nhà chép sử dòng tên Bartoli đã viết về ngài: Linh mục Pina là người Bồ Đào Nha, thọ 40 tuổi. Ngài được người ngoại giáo mến chuộng vì ngài nói tiếng của họ như chính ngài là người bản xứ Đàn Trong vậy. Ngài có ghi chép về công việc của ngài có liên quan tới tiếng Việt, được trích trong thư như sau: Về phần con đã soạn một tập nhỏ về chữ viết và về các cung điệu của ngôn ngữ này, con hiện đang bắt tay vào ngữ pháp. Tuy nhiên, mặc dù con cũng đã tập hợp những câu chuyện thuộc nhiều thể loại khác nhau để ghi trích dẫn của các tác giả, hầu xác định ý nghĩa của các từ ngữ và các mẹo luật ngữ pháp, thì cho đến giờ này, con vẫn còn phải nhờ một người đọc để con ghi ra bằng mẫu tự Bồ Đào Nha, hầu cho những người của chúng ta sau này có thể đọc và học thuộc lòng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu kể, cuối năm 1624, Alexandre de Rose và Antonio de Fonte tới dinh chim. Alexandre de Rose kể lại,
Tại đây, chúng tôi gặp cha Pina rất thông thạo tiếng bản xứ. Chúng tôi thấy các cha Fernandi và Buyomi bao giờ thuyết giảng cũng phải có thông ngôn, chỉ trừ cha Pina thì khỏi cần thông ngôn, vì đã nói rất thạo. Tôi liền để hết tâm huyết học tập. Mỗi ngày người ta cho bài tôi phải học, và tôi đã chuyên chú học hỏi như xưa kia học thần học dạy. Alexandre de Rose có lẽ là học trò xuất sắc nhất của ngài, nên lời tựa của từ điển Diệt Bồ La đã viết. Trong công việc này, ngoài những điều mà tôi đã học được nhờ chính người bản xứ trong suốt gần 12 năm, thời gian tôi lưu trú tại hai xứ đàng trong và đàng ngoài, thì ngay từ đầu, tôi đã học với cha Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha, là thầy dạy tiếng, người thứ nhất trong chúng tôi rất am tường tiếng này, và cũng là người thứ nhất bắt đầu thuyết giảng bằng phương ngữ đó mà không dùng thông ngôn. Thế là rõ ràng, ngài có công đầu trong việc sáng chế chữ quốc ngữ. Và giáo sĩ Alexandre de Rose là người hoàn thiện chữ quốc ngữ, xuất bản từ điển và sách giáo lý bằng quốc ngữ, theo dinh trấn Quảng Nam với sự sáng tạo chữ quốc ngữ. Giáo sĩ Alexandre de Rose và chữ quốc ngữ. Giáo sư Phan Huy Lê đã nói về vai trò của ngài trong việc định hình chữ quốc ngữ trong lời phát biểu tổng kết hội thảo Bình Định với chữ quốc ngữ. Một quan niệm hình thành lâu đời là coi Alexandre de Rose như người sáng chế ra chữ quốc ngữ. Quan điểm đó gần đây đã bị một số nhà nghiên cứu kịch liệt phản đối, thậm chí phê phán gay gắt. Thực ra, trong lời cùng độc giả của từ điển An Nam, Bồ Đào Nha, Latin, chính Alexandre de Rose đã nói rõ là đã từng học tiếng Việt với cha Francisco de Pina và đã sử dụng những công trình của các cha khác thuộc dòng tên, nhất là hai cuốn từ điển An Nam, Bồ Đào Nha của Gaspar de Amaral và từ điển Bồ Đào Nha, An Nam của Antonio Barbosa. Như vậy, trước Alexandre de Rose, một số giáo sĩ dòng tên người Bồ Đào Nha, Ý, đã dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt và chữ quốc ngữ đã ra đời với tên tuổi của cha Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha, Cristoforo Borri, người Ý, Gaspar de Amaral, người Bồ Đào Nha, Antonia Barbosa, người Bồ Đào Nha. Công lao của Alexandre de Rose là tổng hợp và hệ thống hóa những kết quả sáng tạo của những người đi trước để biên soạn từ điển An Nam, Bồ Đào Nha, Latin và nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, dùng chữ quốc ngữ soạn phép giảng 8 ngày. Sau một quá trình hình thành, tác phẩm của Alexandre de Rose đã đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ trên các phương diện cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp và từ dựng. Trong tác phẩm Một số vấn đề về chữ quốc ngữ của Nguyễn Thanh Quang linh mục Giang Võ Đình Nệ, giáo sĩ Alexandre de Rose sinh ngày 15 tháng 3 năm 1591 trong một gia đình gốc Do Thái tại thành phố Aquitaine của Pháp. Ngài gia nhập dòng tên tại Roma vào ngày 24 tháng 4 năm 1612 và cung hiến đời mình cho công việc tuyền giáo. Ngài đến Đại Việt vào năm 1619, đến Thăng Long vào năm 1620, nơi 4 năm về trước một phái bộ truyền giáo đã được thành lập. Ngài ở lại Thăng Long suốt 10 năm, vào thời chúa Trịnh Tùng và chúa Trịnh Tráng. Năm 1624, ngài được bề trên phái đi truyền giáo ở Tây Ấn, rồi đến Đàng Trong, đặt chân lên thành phố Hội An, cùng với giáo sĩ dòng tên Girolamo Maiorica. Ngài bắt đầu học tiếng Việt và chọn tên Việt là Đắc Lộ. Người dạy tiếng Việt cho ngài là một cậu bé khoảng 10, 12 tuổi. Ngài kể, chỉ trong vòng 3 tuần lễ, chú bé đã dạy tôi học biết tất cả các cung giọng khác nhau của tiếng Việt và cách thức phát âm của từng chữ. Cậu không hề có một kiến thức gì về ngôn ngữ châu Âu. Thế mà, cũng trong vòng 3 tuần lễ này, cậu đã có thể hiểu được tất cả những gì tôi muốn diễn tả và muốn nói với cậu. Đồng thời, cậu học đọc, học viết tiếng Latin và đã có thể giúp lễ. Tôi hết sức ngạc nhiên trước trí khôn và trí nhớ của cậu bé. Sau đó, cậu trở thành thầy giảng giúp việc các cha truyền giáo và là một tông đồ hữu hiệu trong việc loan báo tin mừng ở Đại Việt và Dương quốc Lào láng giềng. Ngoài cậu bé 12 tuổi dạy tiếng Việt buổi đầu, giáo sĩ Alexandre de Rose còn học tiếng Việt với cha Francisco de Pina. Giáo sĩ Francisco de Pina
đã miệt mài nghiên cứu tiếng nói của người Việt và nổi tiếng là người thành thạo tiếng Việt nhất. Giáo sĩ Alexandre de Rose đã kể về người thầy của mình. Ngay từ đầu, tôi đã học với cha Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha, thuộc giáo đoàn dòng tên rất nhỏ bé của chúng tôi, là thầy dạy tiếng, người thứ nhất trong chúng tôi rất am tường tiếng này và cũng là người đầu tiên bắt đầu giảng giáo lý bằng phương ngữ mà không cần phiên dịch. Năm 1627, Ngài lại ra đàng ngoài và ở lại 3 năm cho đến khi bị buộc phải rời đi vì Chúa Trịnh Tráng bắt đầu e ngại công việc truyền giáo có thể khiến cho các thành dân không còn trung thành với chính quyền của Chúa Trịnh. Giáo sĩ Alexandre de Rose đã viết trong những bản tường trình rằng Ngài đã giúp cho 6.000 người Việt tin Chúa. Bề trên lại cử Ngài sang truyền giáo ở Macau, thuộc địa của Bồ Đào Nha, suốt 10 năm. Và sau đó, Ngài trở về Đại Việt, vào đàn trong của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Ngài ở gần kinh thành Huế suốt 6 năm và bị Chúa Nguyễn Phúc Lan kết án tử hình. Án tử hình chuyển thành án lưu đày và Ngài trở về Roma vào năm 1649, xin Tòa Thánh tài trợ cho hoạt động truyền giáo ở Đại Việt. Lời thỉnh cầu của Ngài đã đưa tới việc thành lập phái bộ truyền giáo hải ngoại ở Paris vào năm 1659. Tuy nhiên, cả các chức sắc công giáo Bồ Đào Nha lẫn Đức Giáo Hoàng đều không mặn mà với công việc truyền giáo ở Đại Việt, nên Ngài đã vận động những người tình nguyện thế tục như Franco Balu và Pierre Lambert de la Motte để đảm nhận hoạt động của phái bộ truyền giáo hải ngoại. Và hai người này đã trở thành hai nhà truyền giáo đầu tiên của phái bộ truyền giáo hải ngoại Paris sang vùng Viễn Đông. Giáo sĩ Alexandre de Rose được bề trên phái sang Iran và từ trần này năm tháng 11 năm 1660 tại Isfahan, Iran. Vào năm 1651, giáo sĩ Alexandre de Rose đã cho in cuốn từ điển An Nam, Bồ Đào Nha, Latin. Đây là cuốn từ điển đầu tiên bằng 3 thứ tiếng, là tiếng Việt, Bồ Đào Nha và Latin. Ngài dùng chữ Latin, nhưng lấy âm Bồ Đào Nha để ghi âm tiếng Việt. Ngài còn mượn thêm dấu lấy từ tiếng Hy Lạp cổ, để dùng cho 6 thanh điệu của tiếng Việt như âm ngang, quyền, sắc, hỏi, ngã, và nặng. Cuốn từ điển An Nam, Bồ Đào Nha, Latin này đã đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ. Ngài còn soạn cuốn phép giảng 8 ngày giới, nhan đề tiếng Latin là Catechismus, ghi lại cách phát âm tiếng Việt vào thế kỷ 17. Ngài còn viết những cuốn du ký và tác phẩm về Đại Việt như Lịch sử Dương quốc Đàng Ngoài năm 1650, Lịch sử của Tunis trong hai cuốn sách năm 1652. Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông bên dưới để có thể đón xem những video mới nhất từ Thôn Quê Sài Gòn. Lan Trinh, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.